đó là bé Trường Lam đó, nhỏ tuổi rất thông minh và sáng suốt bên đường đạo đức và đọc kinh rất là sáng suốt, rồi ai cũng và ai cũng là thích bé Trường Lam hết, mình cũng ủng hộ cho bé Trường Lam được là như vậy hoài cho bà con cô bác mình được Đỡ khổ, đỡ đỡ khổ khổ, đỡ khổ trong cái à, mùa đó. mùa khổ này nè, Ừ. bệnh hoạn chứ đi đâu không được, chứ cỡ này dân chúng nó nghèo khổ không làm gì À, ra tiền hết đó đó, hay quá cô chị, hay quá. Mà về thực tế đó, bây trơn. giờ mấy hôm Dạ nay nó ha là phát gạo mà theo lời dạ là dạ ông Nguyễn Bé Trường Lam nhỏ tuổi á như vậy là quý dữ lắm là rồi. cả mấy trăm tấn rồi đó dạ cô ha. dạ mình cũng rất ủng hộ bé Trường Lam, gán là cũng tu bên con đường đạo đức thông minh sáng suốt để chờ ngày gặp Phật gặp thầy đấy. Kính thưa quý vị, chúng tôi đến một khu lao động nghèo để phát quà Tết cho một gia đình có người bệnh rất khó khăn trong hoàn cảnh hiện tại. À, và chúng tôi đã tiến lần đến nhà. Thì chúng tôi sẽ tiến hành vô nhà để thị sát rõ tình hình của người bệnh như thế nào. Kính thưa quý vị, căn nhà thì quá chật chội, về đây là khu người dân của lao động nghèo. Rồi bà cụ, rồi bà cụ nằm trong hay nằm ngoài? Chút đi dẫn tôi dẫn cho số nhanh. À, kính thưa quý vị, hiện giờ là chúng tôi là có 10 kg gạo và một thùng mì, à, rồi cộng thêm tài vật nữa. À, kính thưa cô, nghe bệnh tình của cô là bệnh hoạn ha. Kênh YouTube Quỳnh Nam Việt của chúng tôi cùng các nhà tài trợ đến thăm. À, bây giờ trước hết á là hỏi hoàn cảnh, nghe là bệnh hoạn như thế nào, tên họ là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, xin lỗi bây giờ tên là gì, giới thiệu về mình coi. Tên đi ha, tên Thu Ba đi. Thu Ba. À, nghe Dạ. là Mộng Thu Ba Không, tên Thu Nguyễn không à? thì Nguyễn hay Không, gom Nguyễn, gác Nguyễn đi ha, đây không à. Wow, Trời ơi, nó wow, không nghĩa biết gom là Nguyễn Thị Thu Ba. Nguyễn Thị Thu Ba đồ quá quá rồi không giờ đi qua không gì. Nguyễn Quyết đâu vụ đó thì À, rồi không biết nữa rồi. bây giờ hồi nào giờ sinh sống bằng nghề gì? Bán xôi nè. Bán xôi ha. Dạ. Rồi Giờ bệnh xuống rồi đâu có đi bây bán giờ được bệnh đâu. sao đưa cái giò ra coi, cái giò ấm nhất vậy? Dạ À, nghĩa là bệnh là yếu hơn mạnh phải không? dạ À, lúc mạnh còn bán, bây giờ bán thì mạnh thì còn lội đi quá đi, đó giờ kính nó thưa bốn quý chân vị, xong cái rồi, giò giờ còn đi xuống không nổi không. À, rồi. bây giờ mỗi ngày phải đi chích thuốc phải không? Dạ không, 24 ngày dính thằng tiền đâu À, chích dữ. không không có tiền hả? Cái Có làm là gì con bốc giá hay gì giá kìa, bữa có bữa không mà à, nghỉ Tết nè. Thôi hoàn cảnh là rất tội nghiệp Dạ, ha. cái nhà vậy chứ. Đó mà chúng tôi cũng không biết ở đâu Dạ. mà tìm Đúng ha. dạ. Thành thử ra đây cô cũng có nhà mạnh thường quân là cô Năm, Dạ. cổ cũng thường giúp đỡ mọi người. Đây là nhà mạnh thường quân là cũng có cô Quý, cùng chúng tôi là cái kênh Quỳnh Nam Việt. Đến đây là để tặng quà Tết Dạ. trong cái hoàn cảnh neo đơn khó khăn bệnh tật. Thì đây chứng tỏ là đã bệnh tật thiệt phải không, chứ dạ không có giả phải không? dạ dạ hơi rèn nói À, chứ đây mới có giả sao cái nói giò nhỏ vậy xíu trời, sao giả được là phải chị không? đi buôn bán là giới thiệu với chị Năm đó đó, đã năm rồi luôn rồi đâu có bán gì đâu, cái xe đó Ở xe đây là là cái nhà cô giới hai thiệu nuôi, cô nè, hai nuôi cô hai nuôi dạ hai nuôi đồng đó đồng là hỗ trợ cho mà chị ba đó đồng con là đạo, gì đồng đạo hai nuôi cái xe ha. đó đi bán xôi đó rồi đẩy đó về Thôi đây bây liếm nha. giờ cho báo tin mừng chút xíu đi, bây giờ vô dạ vấn đề chánh đi ha, dạ dạ cho nó mau chút ha, rồi cái chuyện dạ gì mình tâm sự sau ha. dạ Bây giờ trước mắt á là cái kênh Quỳnh Nam Việt cho 10 kg gạo. dạ Quỳnh Nam Việt với các nhà mạnh thường quân là trong cái kênh Quỳnh Nam Việt nha, dạ dạ 10 kg gạo và 500.000. Đó là riêng cái phần của Quỳnh Nam Việt ha, kênh dạ YouTube Quỳnh Nam Việt nha. dạ Rồi riêng là nhà mạnh thường quân cô Quý ở Dầm Sáng Cây Dương, xin 500.000 phải cô Quý,
là 1 triệu. Dạ. À, đó thấy con chịu con lành nè. Dạ. Nhưng mà chưa đâu còn nữa. Dạ. À. À, cảm ơn. Chưa. Dạ. Từ từ không gấp dạ, gì. À, rồi thêm cái nhà hậu tâm cô Năm cái dầu nè là dạ, khu xe mai. Dạ. Gì mà để xứng đáng nhiều nha chị. Dạ dạ. Em tặng cho chị một thùng mì để ăn Tết. Dạ. Và dưới 200.000, 200.000 này là của con trai em với con dâu. Dạ. Nguyễn Thị Ngọc Lý Kim Phát. Rồi dạ, cho cảm ơn chị để dạ, mua sữa uống. Dạ. Dạ. Rồi chị có nói gì để cảm ơn cậu. Rồi cậu. Cảm ơn luôn. Dạ, kính thưa quý vị, đây là kênh YouTube Quỳnh Nam Việt 500 và cô Quý ở Dầm Sáng Cây Dương 500 nữa là 1 triệu. Dạ, cảm ơn. Đếm lại coi. Thôi. Đếm là đàng hoàng. Đây 500 rồi. 500 rồi, 200. 400 này là 100 nữa 500. Rồi. Xin hỏi cô nè, bây giờ cái Tết này, đây là quà Tết luôn nha. Cái vài bữa nữa tới Tết rồi chứ gì. Bây giờ có 1.2 triệu với 10 kg gạo với thùng mì của các nhà tài trợ như giới thiệu nãy. À, tại sao như vậy bây giờ thấy tiền với nghĩa là vừa tỉnh giật vừa tại giật à, thấy vậy có mảnh của mình không? Thì cũng đỡ chút gì thôi chứ không đỡ nhiều được phải không? À, thôi bây giờ hỏi câu thế này có thấy vui không? À, có tiền vui thì thấy chung ra thì bệnh nó cũng bớt nhiều cũng vui. Không bây giờ nói vụ bệnh thì khác đi, bây giờ nói vụ tiền nè. Mừng không mừng lấy lại à? À, cháu này ghê có mơn nhiều. Bây giờ thôi bây giờ nói chơi như vậy nhưng mà trên cộng đồng mạng nó chơi nhiều quá không được nhưng mà muốn vui vẻ ha. À, bây giờ cái các nhà tài trợ ở đây tuy rằng của tiên là không có là gì quan trọng lắm nhưng mà thấm tình đạo hữu, thấm tình đồng đạo với nhau, đem tâm từ thiện ha để mà khuyến khích mọi người, nghĩa là phải hướng thiện, biết cúng Phật, biết niệm Phật, à, điều đó là điều chính yếu. Còn cái về vật chất tiền bạc là cái phần để tượng trưng, để tỏ tấm lòng khuyên khích mọi người, à, nghĩa là hướng thiện, biết ăn chay niệm Phật, làm lành đánh dữ. À, nói vậy là cô nghe kịp chưa? Rồi cô biết niệm Phật không? Niệm sao đâu, niệm thử nghe coi. Đó thì Nam Mô Di Đà Phật. Có sâu chuỗi không? Có sâu chuỗi rồi. Ừ. Để đó niệm Phật với mẹ em nè, tỉnh nè, coi đồng lưng đó, bảo thờ đồng lưng cho. Bây giờ mình bệnh rồi em không làm gì được, ráng niệm Phật. Ráng niệm Phật. Ráng niệm Phật. Dạ. 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 Không có bú. Mà bây giờ tôi hỏi nè, hiện tại tình trạng trong cơ thể là bệnh gì? Nó bệnh hồi lại đi mà nó bệnh phố quá cuộc sống có gai. À. Cái đó quá nhiều, cái lên chỗ đó thì nói viêm phế quản mà viêm quản giờ nó cũng hết rồi. Còn cái cuộc sống thì nó còn nặng. Nó còn đau. Nhưng mà bây giờ sống phải có hy vọng, có niềm tin phải không? Bây giờ mình hy vọng có thể mạnh khỏe lại bình thường được không? Thì cái chuyện quen này mạnh khỏe thì không biết sao, miễn mà uống thì nó hết, thì nó trong mình nó mạnh, nó khỏe thì nó nhẹ nhàng thì hết. À, nhẹ nhàng, nhưng mà cái nhẹ nhàng nhất là cái tâm phải cho an lạc, phải không? Phải biết niệm Phật, ha, nó an lạc, phải không? À, bây giờ đó là, bây giờ với số tiền này, thí dụ như bây giờ cần thèm thuồng cái gì đó thì mua ăn vô, ha. Rồi tới nhà ngày nghe là Tết nhất tới mua bông mua hoa cũng phải mua chứ mà bông. Thôi bây giờ không ép, bây giờ cái cảm tưởng lần nữa cái số tiền và tài vật định vật như thế này rồi bây giờ nói lời nghe là thấm tình thấm nghĩa sao đâu nói hết nghe coi, nghe là trình độ mình tới đâu nói tới đó. Nó cảm ơn giờ là con cảm ơn nhiều, cái biết cái nói gì giờ nói không biết nói chớ, gì giờ chớ mà chớ mà tôi mà được 1.2 triệu tôi nhảy dựng lên rồi. phải không đỡ tử. Thôi bây giờ vậy thì cũng chúc mừng quý vị nha. Dạ. Nhân dịp trong mùa xuân mới sắp đến. Dạ. Thì bây giờ thay mặt là kênh YouTube Quỳnh Nam Việt cùng khán giả
và cùng các mạnh thường quân kính chúc quý vị nghe là trong bệnh hoạn thì mau mau bệnh phục mạnh khỏe để tiếp tục trong công việc dạng ở một cái mùa xuân vui vẻ tràn đầy hạnh phúc vậy rồi có cảm tưởng thế nào mời đưa vô đây mời đồng chí chỉ điểm nè rồi cầm nói cũng được nữa vậy sao chú khi bạn vậy Quỳnh Nam Việt bây giờ đó là con nhỏ em này thì nó cũng khổ không cha mẹ không cha cũng là vất vả buôn bán mua gánh bán bưng mà bây giờ trong khi bệnh hoạn không có buôn bán gì được vậy là cho một số gạo số tiền và mì gì rất cảm ơn hai chị tham này cũng chị ở sớm hai lời cảm ơn các mạnh thường quân hết giúp cho là em có gạo và có tiền và có mì đồ ăn cái Tết này vậy cảm ơn mạnh thường quân hết rồi chấp nhận vấn đề đó rồi cảm ơn cô có lời chia sẻ rất hay ha rồi cảm ơn mà các anh em hợp gia mình cô tốt rồi cảm ơn cô cảm ơn là bà cho biết rồi bây giờ tôi nói cho Quynh nghe gia tỷ ai nói gì nói mà mình một đường đi tới là thẳng thẳng mà đi đó sao mới biết ai phàm ai thánh nhưng bây giờ phàm thánh gì không biết bởi đâu có thánh, bởi vậy mình nói sao quá mới biết á bây giờ người ta nghe là bây giờ phiên nghe là niệm Phật nè ăn chay phóng sanh thả cán nè rồi làm phước làm lành rồi đó là ta phiên mình vậy mình cũng là quý rồi có nhiều người đâu có biết phiên được vậy đâu đó cô nói hay quá mà nói đúng đọc phiên đôi lúc người ta cũng người khác cũng đâu có nghe nói một tiếng à hai tiếng là người ta mấy nhà giàu Nói thiệt Quynh em cũng là được lắm ở đây cũng là ai khổ nghèo là cũng giới thiệu lột lẽ với điều thứ hai là làm các việc từ thiện đi là làm dữ lắm bằng cỏ bằng gác cho hai nhanh nè thấy hai nhanh nhã rồi đó là đi với chị hai Huệ rồi đi mới về gói bánh tét lên nhà cậu ba mới về nè rồi giờ chờ đi cầu nguyện mình ở đây là cũng như là mình tu tại gia cũng biết làm lành biết cũng làm từ thiện đây gai chờ con nhỏ này nè nhờ đó là thấy nó vậy mình cũng nói với dì Năm đó giúp đỡ cho cháu mình em mình nó cũng được có mớ gạo còn gặp anh khổ nữa anh bây giờ lết không tại vì những trường hợp khổ đó mình tính sau nữa dạ trước mắt giải quyết trước mắt đi trước mắt đi rồi là thấy ai khổ mình thương giúp đỡ cho người ta được phần nào hay phần nấy rồi ai làm gì tốt được thì mình khen tôi bữa nay tôi cũng trân trọng khen cô cũng có cái phước đức trong này để chỉ cho để giúp đỡ những hoàn cảnh này chứ như là hiểm như người ta nghe là đâu chỉ chi đâu có chỉ chi chàng ơi là tôi với dì Năm nó là ok lắm chứ là nguyện là những công đức là giúp đời này là nghĩa là hồi hướng về cho những nhà mạnh thường quân để người ta có từ tâm hướng thiện để người ta được mạnh khỏe được hưởng được nhiều công đức phải không rồi bây giờ giới thiệu cô là gì rõ lại coi cô là Quỳnh Thị Nui hả? Quỳnh Thị Nui năm nay 64 tuổi sửa sạn bước qua 65 tuổi dữ ra cũng sắp sửa sạn lên tuổi nữa 65 mới ha cô sáu nuôi ha hai nuôi ha lên nuôi tích rồi em cũng đi nè tới gần đi núi ấy nè đi núi Cấm bao xe rồi trân trọng cũng chào cô nha ngày hội Long Hoa Đồng gặp mặt với nhau vậy là bây giờ người ta nói là cô bé đó là dàn dựng hay là khả năng ai nói gì nói mặc kệ mà mình cái tâm mình nghĩ vậy thôi mình nghĩ đi tốt cho người ta đi ai nói gì nói mặc về tiền ra tai tiếng dẫu cho người cũng như như miếng hoa thơm rồi đó cũng như là mình nó làm biết cái gì ai nói gì nói mình biết chi việc phải cứ làm sao mới biết ai phàm ai thánh nếu mà ai nói bậy tội trắng chịu bây giờ thấy người ta tốt quá bởi vậy trời ơi thông minh bây giờ mấy đứa cháu mình nhỏ xíu đó có biết được vậy đâu nhiều khi mình lớn mình chưa được nói chuyện được vậy nữa đó rồi bây giờ ở đây có kính thưa quý vị chúng tôi đến đây là một cái hoàn cảnh khó khăn. Đây là cho chú Tám. Và đây là bà Thím Tám.
À, đâu đâu kể cuộc tình duyên của ông với bà là sao đâu mà bà thấy lớn tuổi ông để cho nghe chơi coi. À, cái duyên nợ. Nói chuyện đời coi coi. Bà về đây. Biết rằng bà cũng nói bà lớn hơn 10 tuổi. Nhưng cái duyên nợ gặp hơn sao á. Rồi chạy không sức. Rồi mới làm lễ lại đặng rước tôi nhập phòng ở đặng luôn một năm. Rồi rồi ông anh vợ anh của bà đi cải tạo về, rồi bà về vợ tôi nó về rồi sao con ơi, về tôi mới cất cái nhà đợt đầu được 10 năm nghe, rồi sao con mới cất cái nhà này lại. Người bà bởi vì ở bển cũng khen tôi bên vợ tôi nghe, nó ổng nuôi bả được vậy là tôi mang ơn. Có thằng em vợ làm thượng tá với nó, anh nhỏ tuổi hơn chị tôi nhưng mà ông nuôi chị tôi thật chu toàn, tôi mang ơn ông. Bây giờ thôi tóm tắt vậy đi ha, bây giờ cái hoàn cảnh của chú Tám này, chú Tám là chú Tám mà đang bán vé số, chú Tám mà cũng già cả bệnh hoạn, có bệnh gì không chú Tám? Bệnh mà bác không thấy coi như là không thấy mà gì hết á. Xin hỏi là cái giò với cái tay sao tại sao mà cọ cái gì nó cũng chảy máu ở trên trời. Cái này là bị gan á, huyết da. Đúng không rồi da, cái này dường như gan á chị. Bởi vì bây giờ uống thuốc gan một dĩ uống có 5 ngày à, một ngày uống 2 viên uống nó đỡ. Rồi tôi tính mua một dĩ 50 ngàn uống, mà thằng con Việt nó uống cái này đi, chừng nào nó chịu cái hả uống cái thuốc kia cho. Tôi hả, tôi thật là tuổi con mèo là hết, mèo đã hết 74. Giới thiệu với quý vị cái cô Tiếm Tám này ngày xưa cũng bóng bẩy lắm ha, nhưng mà cũng hơi thở thời ngày trước nó cũng bóng bẩy lắm. Chủ quán cà phê phải không? Hình như dân Sài Gòn về phải không? Sài Gòn về, con của ông Sáu là ông già ông Tư Phán đó, con nuôi của ông Sáu đó. Có gì ông đi chừa miếng đi cho miếng đất cất cái nhà. Bây giờ Sài Gòn về và cũng bóng bẩy lắm ha. Tôi bây giờ kết thúc lại như thế này. Bây giờ chương trình của chúng tôi á, là kênh YouTube Quỳnh Nam Việt có đi tài trợ trong dịp Tết này cho các gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật khó khăn và cả neo đơn, thì trước mắt á, kênh Quỳnh Nam Việt á, sẽ tặng cho hộ của chú Tám Thính Tám này 10 kg gạo và 500 ngàn, và cộng thêm cô Quý Mạnh Thường Quân chúng tôi theo lòng thiện của cô Quý để có nhà tài trợ tặng thêm. Để tôi cũng mà hiện tại về hiện giờ thì là cô Quý cũng tặng thêm, cũng mang ơn cô. Con cũng gửi thêm chú Thím 500 để cô Quý. Chú nói thiệt với mấy cô với thằng cháu. 16-17 năm nuôi 2 đứa con, nó không có phụ giúp được cái gì hết. Mình tôi xuất khẩu ra để chạy nuôi bà. Nói ngày tôi không phải nói xấu con tôi. Tới đồng tiền điện ta lại góp hàng tháng đó, 400 ngàn à. Mà nó ngồi đây mà vợ chồng nó không để cha cho con tiếp. Không luôn. Bán giấy số về nuôi bà nói nghe nha, bà cũng ngồi đây nè nghe, bà ngóng trong tôi cỡ 9 giờ kêu bao chú bán hết chưa không, bán hết mừng, mua bán còn mừng mấy vé, ăn cơm nấu cơm cho mẹ ăn rồi tao chạy vòng sáng vòng quá về. Ngày bán được bao nhiêu chú? Ngày chú bán được bao nhiêu? Ở khoảng 2 tuần lễ nay bán được 15 vé. Lên lấy mấy nhỏ cũng bán vé số mà thấy vé số đẹp đó. Cái lấy thêm 20 vé nữa đặng
mình lấy ra 20 vé đó là 2 ly cà phê của mình, còn 15 vé đó là chi dụng về dầm sáng mua thịt về sắt ra. 150 hay 15 vé? 15 vé ấy, 150 nói lộn. Cộng thêm 20 là 170. Còn tiền là ấy, lấy thêm số mấy nhỏ đó là tiền chi viện mình, thuốc men cà phê gì đó, tiền lót đường, còn tiền để chi viện nó ngày thuốc mỗi ngày bình quân nó uống cũng khoảng cỡ khoảng 20 ngàn. Chú kiếm vậy là một ngày được bao nhiêu tiền? Thì kiếm một trăm mấy chục ngàn, còn có 140 à, bị lấy giấy số đẹp nó giật lại 10 ngàn, thầu giật lại 10 ngàn, còn 140 ngàn. Rồi thì kể như lật qua lật lại là đủ phải lấp. Rồi bây giờ kiếm đang bệnh gì đâu nói đây. Mắt hơi nhức đầu. Mắt nhức đầu phải không? Bệnh già. Hôm nay mấy mươi rồi? Bà tuổi thật là 84 tuổi đó. 84 rồi thấy bình thường còn đỡ chút thôi chứ đang bệnh trong người. Bà bị mờ mắt, bị mù mấy năm rồi? Mờ mắt cũng 2 năm mà. 2 năm nay mờ mắt. Rồi thằng em làm thượng tá chứ á, nó có anh lo. Chị rồi đi mổ mắt, mổ mắt nếu nó thuận thì nó không gây ra triệu chứng gì hết. Nó không thuận gây ra triệu chứng khó lắm. Có anh lo rồi chị khỏi lo gì nữa. Lấy ngày xin đi số đưa nó. Ngày lớn quá rồi mổ nó cũng không sắm lắm. Có bà mất trên kỳ 80 mấy tuổi ngộ riết rồi nước vàng chảy rồi trời mà không được luôn. Lấy 200 giấy số đưa cho nhỏ băng rào ở vòng túi áo á. Bữa nọ cũng mua.